chuyện gì xảy ra nếu bạn rơi vào hố đen vũ trụ? Bạn sẽ chết, đó là điều chắc chắn. Nhưng chết như thế nào? Thấy những gì bên trong hố đen trước khi chết? Quá trình đến với kết thúc của cuộc đời ra sao? Tất cả đều sẽ được giải đáp trong video hôm nay. Hố đen, vùng không thời gian kỳ dị nuốt chửng vạn vật của vũ trụ, thường được sinh ra sau khi một ngôi sao chết đi. Lõi của nó bị nén đến mức cực hạn trong khi vật chất bên trong lại đậm đặc và nặng phi thường. Một hố đen nhỏ nhất có thể có kích thước chỉ 60 km, nhưng đủ mạnh để nuốt trọn cả một hành tinh to bằng trái đất. Bạn lập tức nhảy vào đó, hào hứng khám phá điểm kỳ lạ của vũ trụ này. Thế rồi thứ đầu tiên mà bạn thấy được tại vùng biên hố đen, bên ngoài chân trời sự kiện, chẳng phải là chính bạn hay sao? Phép thuật ư, hay bạn vừa tự phân thân ra bản sao? Không, đáp án nằm ở các hạt photon ánh sáng. Vùng không gian xung quanh lỗ đen bị biến dáng và lõm xuống như một cái giếng sâu. Ánh sáng đến gần, một số bị hút vào, một số bị bẻ cong quỹ đạo và ném đi hướng khác, còn một số nữa thì tuần hoàn liên tục quanh hố đen. Chúng chạy một vòng quay hố đen rồi đập trở lại vào mắt, khiến bạn nhìn thấy như có bản sao đang đứng bên cạnh mình. Thời gian trôi rất chậm quanh hố đen, đối với bạn sẽ chỉ vài giờ trôi qua. Còn với những ai đang theo dõi từ bên ngoài sẽ lên đến nhiều năm. Đến khi rời đi, có thể xem như bạn đã du hành tới tương lai rồi đấy. Nhưng bạn vẫn thấy chưa đủ và tiếp tục tiến vào. Càng đến gần tâm, lực hút càng mạnh, áp lực đặt lên đầu và chân bạn lúc bấy giờ sẽ dần trở nên cách biệt. Để rồi cuối cùng cơ thể bị kéo giãn như một sợi mì spaghetti. Tuy nhiên, đối với các hố đen siêu lớn, quá trình này sẽ không ảnh hưởng nhiều. Bạn vẫn có thể trôi nổi bên trong chân trời sự kiện với một khoảng thời gian dài vô hạn. Thực chất thì thời gian không hoạt động bên trong chân trời sự kiện, những thứ đi vào đó đã trở nên dị biệt với vũ trụ, vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài. Càng vùng vẫy sẽ chỉ càng khiến bạn tiến đến tâm nhanh hơn, nên tốt nhất là ngồi yên tận hưởng. Thế rồi, bạn đến được điểm kỳ dị. Ngoái đầu nhìn lại, đằng sau chỉ còn là một cái lỗ phát sáng, lưu giữ cảnh tượng cuối cùng của vũ trụ mà bạn nhìn thấy. Mọi thứ kết thúc, bạn rơi vào tâm hố đen, điểm kỳ dị nuốt chửng vạn vật. Không ai biết được chuyện gì sẽ đến với bạn sau đó. Tất cả đều biến mất, không một thứ gì tồn tại ở vết lõm thời không. Tin và follow để được nổ não mỗi ngày.